Tình trạng tồi tệ đang tiếp diễn trong hàng ngũ quân đội Nga khi bốn quân nhân Nga trong tình trạng say xỉn đã chặn đường và nổ súng vào một chiếc xe dân sự cùng các hành khách bên trong. UAV Ukraine là nỗi khiếp sợ của kho chứa dầu Nga khi một UAV đã can quét và thiêu rụi hơn 20 bể chứa dầu ở thành phố Brolestaker, vùng Rostov, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu Mỹ Kim. Cộng hòa Séc sử dụng một phần số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua đạn dược cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho quốc gia này. Ứng cử viên tổng thống Donald Trump cho biết phó tổng thống Kamala Harris, đối thủ chính của ông từ đảng Dân Chủ, đã từ chối tham gia cuộc tranh luận dự kiến được tổ chức trên Fox News vào ngày 4 tháng 9. Bên cạnh đó, ông Trump đã bày tỏ mong muốn mời tỷ phú Elon Musk tham gia vào chính quyền của mình nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Phần kết bản tin là thông tin về cụ bà được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người sống thọ nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 117. Quý vị vừa điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin thế giới trưa 21 tháng 8 năm 2024. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Xin mến chào quý khán giả đang đến với bản tin cập nhật chiến sự Nga, Ukraine và tình hình thế giới được phát sóng trên kênh The Second Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Chúng tôi xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Mở đầu bản tin là một thông tin về tình trạng tồi tệ trong hàng ngũ quân đội Nga, theo đó, vào ngày 20 tháng 8, một vụ nổ súng nhằm vào xe dân sự đã diễn ra ở vùng Kursk, Nga, khi bốn quân nhân Nga trong tình trạng say xỉn đã lái một chiếc ô tô, mang biển chữ Z chặn đường và tấn công một chiếc xe dân sự cùng các hành khách bên trong. Vụ việc này được một người dân tại vùng Belgorod báo cáo qua đoạn ghi âm được công bố trên kênh Telegram của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine. Theo lời kể của người phụ nữ này, không chỉ dừng lại ở vụ việc tại Kursk, quân đội Nga còn được cho là đã sử dụng xe tăng để đè bẹp một chiếc ô tô tại Berezovska thuộc quận Borisov, vùng Belgorod. Cô cho biết rằng trong khi các máy bay không người lái đã phá hủy các tháp liên lạc trong khu vực, thì chính sự hung hãn và bạo lực của quân đội Nga mới là điều thực sự khiến cư dân nơi đây khiếp sợ. Người phụ nữ lo lắng chia sẻ, họ lái xe ngay phía sau, đội mũ trùm kín đầu chỉ lộ phần mũi và tất cả đều mang theo súng máy. Họ có thể nổ súng bất cứ nơi nào mà không ai biết danh tính kẻ đã làm điều đó. Cô cũng thừa nhận rằng giờ đây rất khó để phân biệt được máy bay không người lái nào thuộc Nga hay Ukraine, cũng như không biết ai sẽ là người đến thu hồi các UAV bị rơi là quân Nga hay quân Ukraine. Vụ việc trên làm gia tăng nỗi bất an trong cộng đồng dân cư khi mà đây không phải là lần đầu tiên quân đội Nga nổ súng vào xe dân sự tại khu vực Kesker. Trước đó vào ngày 24 tháng 7, trang tin dialog.ua đã đưa tin về một vụ tấn công tương tự tại làng Martinovka vùng Kesker khi quân xâm lược Nga đã khai hỏa vào một chiếc ô tô dân sự. Đáng chú ý, chỉ vài ngày sau, vào ngày 4 tháng 8, một sĩ quân Nga buộc lực lượng Z đã tiết lộ rằng binh lính Nga bắt đầu bắn vào cả các chỉ thị của mình khi nhận lệnh. Những sự việc liên tiếp này phản ánh sự bất ổn trong hàng ngũ quân đội Nga, đồng thời cho thấy mức độ hỗn loạn và vô kỷ luật ngày càng tăng trong lực lượng. Điều này càng khiến người dân tại các khu vực lân cận thêm phần lo lắng và cảnh giác trước sự hiện diện của chính quân đội Nga. Một kho dầu tại thành phố Brolestaker, vùng Rostov của Nga, tiếp tục bốc cháy dữ dội hai ngày sau khi bị tấn công bởi lực lượng vũ trang Ukraine. Ngọn lửa đã thiêu rụi khu vực rộng 10.000 10 m2, phá hủy ít nhất 20 thùng nhiên liệu. Mặc dù đã có nỗ lực từ lực lượng cứu hỏa Nga, nhưng ngọn lửa vẫn không thể được dập tắt sau hơn 48 giờ. Chuyên gia quân sự Ukraine Alexander Kovalenko đánh giá đây là cuộc tấn công hiệu quả nhất trong suốt thời kỳ chiến tranh toàn diện, đặc biệt trong các đợt tấn công vào ngành lọc dầu của Nga. Ông nhận định, một máy bay không người lái nhưng đã phá hủy ít nhất 20 thùng nhiên liệu. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu kho dầu này cháy rụi hoàn toàn. Cô Valenco cũng cho rằng với tốc độ này, các kho dự trữ nhiên liệu của Nga ở khu vực châu Âu có thể sớm cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp nhiên liệu và các chất bôi trơn cho lực lượng chiếm đóng. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga không có nguồn cung vô tận là một quốc gia sản xuất dầu chủ yếu dựa vào xuất khẩu, Nga không sở hữu lượng lớn nhiên liệu chỉ để phục vụ nhu cầu nội địa và dự trữ tạm thời. Khi kho dầu bị phá hủy, không chỉ việc cung cấp nhiên liệu trở thành vấn đề, mà còn gây khó khăn cho việc xử lý lượng dư thừa từ quá trình sản xuất. Kovalenko ví von tình hình này như trò chơi bowling kiểu Ukraine với hai chục thùng dầu bị hạ bởi một máy bay không người lái. Trước đó, một vụ nổ mạnh tại kho dầu vùng Rostov khi lực lượng cứu hỏa Nga đang cố gắng kiểm soát đám cháy Vụ việc này được xem là một trong những thiệt hại nghiêm trọng nhất mà Nga phải gánh chịu trong các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng. Bên cạnh đó, vụ cháy tại kho dầu ở khu vực Rostov, nơi các thùng nhiên liệu diesel đã bốc cháy suốt 3 ngày sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Greina, được ước tính gây thiệt hại lên tới khoảng 200 triệu Mỹ kim. Con số này tương đương với ngân sách hàng năm của một trung tâm khu vực trung bình ở Nga tại căn cứ Proles Staker, nơi chứa 74 thùng nhiên liệu với sức chứa 5.000 tấn mỗi thùng, tổng giá trị dầu diesel ước tính khoảng 18 tỷ rúp. Vụ hỏa hoạn bùng phát vào ngày 18 tháng 8 sau cuộc tấn công bằng UAV mà chính quyền địa phương khẳng định đã bị đẩy lùi. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 8, diện tích cháy đã lan rộng tới 10.000 m2, với khói đen kéo dài 25 km, thậm chí có thể nhìn thấy từ không gian. Theo Valery Gonik, người đứng đầu chính quyền địa phương, hơn 500 lính cứu hỏa đã tham gia nỗ lực dập lửa. Thống đốc vùng Rostov Vasili Golubev cho biết vào ngày 19 tháng 8 rằng 41 lính cứu hỏa phải tìm kiếm sự trợ giúp y tế, trong đó có 5 người được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đáng chú ý, vào ngày 19 tháng 8, Ukraine tiếp tục cố gắng tấn công cơ sở này, nhưng hệ thống phòng không của Nga đã kịp thời kích hoạt và ngăn chặn. Chuyển sang một diễn biến khác, Cộng hòa Séc đã quyết định sử dụng một phần số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua đạn dược cho Ukraine trong nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho quốc gia này. Quyết định này nằm trong chiến lược chung của Liên minh châu Âu-EU nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược từ Nga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Chernokhova, đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết đoàn kết của EU với Ukraine bà chenokhova nhấn mạnh rằng số tiền này sẽ được sử dụng để mua thêm hàng trăm nghìn quả đạn pháo cỡ lớn loại vũ khí mà ukraine đang rất cần để đối phó với các cuộc tấn công từ nga bộ trưởng cho biết bằng cách này chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho ukraine những nguồn lực thiết yếu để chống lại các thách thức hiện tại việc tăng cường kho vũ khí này được kỳ vọng sẽ giúp ukraine cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ trước những áp lực quân sự ngày càng gia tăng Quyết định của Cộng hòa Séc không chỉ thể hiện sự kiên định trong việc ủng hộ Ukraine, mà còn chứng minh sự cam kết lâu dài của nước này trong việc góp phần bảo vệ an ninh và ổn định khu vực. Cùng với các quốc gia EU khác, Séc đang cho thấy vai trò tích cực trong việc cung cấp viện trợ quân sự và các nguồn lực cần thiết nhằm giúp Ukraine củng cố khả năng phòng thủ và duy trì cuộc kháng chiến trước sự xâm lược của Nga. Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Séc Peter Pavel đã nêu rõ quan điểm rằng Ukraine có thể gia nhập NATO ngay cả khi không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ, tương tự như cách Đức được kết nạp vào năm 1955. Sự hỗ trợ này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp đạn dược. Latvia cũng đã gửi thêm máy bay không người lái, trong khi Cộng hòa Séc tiếp tục đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về việc Nga dưới sự lãnh đạo của Vladimir Putin không nên giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Ragil còn nhấn mạnh rằng kết quả cuối cùng của cuộc xung đột phải là một Ukraine độc lập, vững mạnh và có khả năng tự vệ trước bất kỳ mối đe dọa nào từ Nga. Chuyển sang những diễn biến đáng chú ý ở chính trường Mỹ, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris, đối thủ chính của ông từ đảng Dân Chủ, đã từ chối tham gia cuộc tranh luận dự kiến được tổ chức trên Fox News vào ngày 4 tháng 9. Bà Kamala Harris vừa thông báo rằng bà sẽ không tham gia cuộc tranh luận trên Fox News vào ngày 4 tháng 9. Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social đồng thời cho biết ông không ngạc nhiên vì rất khó để bà Harris bảo vệ thành tích của mình. Hiện tại, bà Kamala Harris là ứng cử viên chính thức của Đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua tái tranh cử. Trước đó vào cuối tháng 6, ông Trump đã có một cuộc tranh luận gay gắt với ông Biden, dẫn đến việc ông Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024. Chiến dịch tranh cử của bà Harris chưa chính thức xác nhận việc bà từ chối tham gia tranh luận vào ngày 4 tháng 9, nhưng đã ám chỉ rằng bà sẽ không tham gia sự kiện này. Thay vào đó, chiến dịch cho biết họ sẽ tham dự cuộc tranh luận khác do ABC tổ chức vào ngày 10 tháng 9. Trước đó, sự kiện tranh luận giữa ông Trump và ông Biden vào ngày 4 tháng 9 dự kiến sẽ diễn ra, nhưng bị hủy do ông Biden rút lui. Sau đó, ông Trump đã đề xuất tổ chức một cuộc tranh luận riêng trên Fox News và NBC News vào tháng 9, nhưng không có xác nhận từ phía bà Harris. Thay vì cuộc tranh luận ban đầu, ông Trump sẽ tổ chức một buổi telethon vào ngày 4 tháng 9 do Sean Hannity của Fox News dẫn chương trình. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã tuyên bố họ chỉ cam kết tham gia hai cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống và một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên phó tổng thống. Giám đốc truyền thông chiến dịch của bà Harris, Michael Tyler, cho biết nếu ông Donald Trump thực sự tham gia tranh luận với phó tổng thống Kamala Harris vào ngày 10 tháng 9, thì thống đốc Tim Walz sẽ gặp Thượng nghị sĩ Jay Devance vào ngày 1 tháng 10, tạo cơ hội cho người dân Mỹ chứng kiến hai ứng viên tổng thống trên sân khấu tranh luận vào tháng 10 bên cạnh đó trong chuyến vận động tranh cử tại bang pennsylvania ứng cử viên tổng thống đảng cộng hòa ông donald trump đã công bố một loạt chính sách kinh tế mới đây là điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du qua các bang chiến địa trong tuần này phát biểu trước đông đảo người ủng hộ tại một nhà máy ở york Ông Trump cam kết bác bỏ các quy định về hạn chế ô nhiễm nhà máy điện do chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất. Ông cũng nhấn mạnh việc ngăn chặn kế hoạch của tập đoàn thép Nippon Steel Nhật Bản trong việc mua lại US Steel, một trong những tập đoàn thép lớn của Mỹ. Ngoài ra, ông Trump tái khẳng định cam kết ưu tiên sản xuất trong nước với mục tiêu 100% các mặt hàng thiết yếu sẽ là sản phẩm Made in USA nếu ông đắc cử tuy nhiên ông không cung cấp chi tiết cụ thể về cách thực hiện những cam kết này ngoài việc tiếp tục ủng hộ các biện pháp như áp thuế mạnh tay đối với các quốc gia khác trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris, đối thủ từ đảng Dân Chủ, đang thu hút sự chú ý của cử tri với lời hứa tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%. Theo ông James Singer, người phát ngôn chiến dịch của bà Harris, chính sách này nhằm đưa tiền trở lại túi của người lao động và bảo đảm các tỷ phú và tập đoàn lớn phải đóng góp công bằng từ lợi nhuận của họ. Cuộc đua vào tòa bạch ốc giữa hai ứng cử viên đang ngày càng gây gắt khi cả hai đều tập trung vào các vấn đề kinh tế để giành được sự ủng hộ tại các bang chiến địa quan trọng. Chưa dừng lại ở đó, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã bày tỏ mong muốn mời tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, tham gia vào chính quyền của mình nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Trump cho biết sẽ cân nhắc việc bổ nhiệm ông Musk vào vị trí cố vấn hoặc đội các, khi được hỏi liệu ông có xem xét đưa Murdoch vào chính phủ của mình hay không, ông Trump khẳng định anh ấy là một người rất thông minh. Nếu anh ấy đồng ý, tôi chắc chắn sẽ làm. Anh ấy là một chàng trai xuất sắc. Phản hồi lại tuyên bố này, ông Murdoch đã viết trên mạng xã hội rằng tôi sẵn sàng phục vụ. Anh còn đăng kèm hình ảnh của mình đứng trên nền cờ Mỹ với biểu ngữ Bộ quản lý hiệu quả của chính phủ, đồng thời ngụ ý về tiền điện tử Dogecoin mà Murdoch nổi tiếng ủng hộ với biểu tượng chú chó meme. Merck đã chính thức ủng hộ ông Trump sau khi cựu tổng thống trở thành nạn nhân của một vụ ám sát. Doanh nhân này cho rằng nước Mỹ đã lâu chưa có một ứng cử viên tổng thống ngầu như vậy và so sánh ông Trump với Theodore Roosevelt, người cũng bị thương trong một cuộc vận động tranh cử. Vào tuần trước, ông Trump đã có một cuộc phỏng vấn với Elon Musk. Theo The Wall Street Journal, Merck có kế hoạch tài trợ khoảng 45 triệu Mỹ Kim mỗi tháng cho America PAC, một tổ chức ủng hộ đảng Cộng Hòa. Trước đây vào tháng 3, Elon Musk từng khẳng định sẽ không đóng góp cho các chiến dịch tranh cử của ông Trump hoặc Joe Biden. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Trump và Elon Musk đã trở nên gần gũi hơn trong những tháng gần đây và có thông tin cho rằng ông Trump đã bàn bạc với Elon Musk về việc giao cho ông một vai trò cố vấn nếu trở lại tòa Bạch ốc. Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản được Forbes ước tính khoảng 248,6 tỷ Mỹ kim và Bloomberg định giá khoảng 245 tỷ Mỹ kim dựa trên các số liệu cập nhật theo thời gian thực. Phân kết bản tin là thông tin quốc tế đáng chú ý khác cụ bà Maria Branjas Moreira, người được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người sống thọ nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 117, theo thông báo từ gia đình cụ trên mạng xã hội X vào ngày 20 tháng 8. Cụ bà Moreira đã ra đi đúng như mong muốn, trong giấc ngủ, thanh thản và không đau đớn. Gia đình cụ cho biết trong thông cáo, cụ bà Maria Branjas Moreira qua đời vào ngày 19 tháng 8 tại Viện Dưỡng Lão ở Catalonia, Tây Ban Nha, nơi bà đã sống trong suốt hai thập niên qua. Tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận rằng cụ bà Moreira qua đời ở tuổi 117 năm và 168 ngày và đã sinh sống tại Viện Dưỡng Lão Santa Maria del Tura ở Đông Bắc Tây Ban Nha trong hai thập niên cuối đời của mình. Bà Maria Brandes Moreira được ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới vào tháng 1 năm 2023 sau khi nữ tu sĩ người Pháp Sir Henry qua đời ở tuổi 118 sinh năm 1907 tại Mỹ, cụ bà Maria đã chứng kiến hai cuộc đại dịch và hai cuộc chiến tranh thế giới trong suốt cuộc đời dài của mình. Cuộc sống của cụ bà không chỉ là một phần của lịch sử cá nhân, mà còn phản ánh những biến động lớn của thế kỷ 20 và 21. Sau khi cụ bà Modera qua đời, nhóm nghiên cứu lão khoa của Mỹ cho biết người cao tuổi nhất thế giới hiện tại sẽ là cụ bà Tomiko Ituka, 116 tuổi, người Nhật Bản. Sự ra đi của cụ bà Maria Brañas Moreira đánh dấu sự kết thúc của một cuộc đời dài và đầy trải nghiệm, đồng thời nhấn mạnh những thách thức và thành tựu trong việc duy trì sức khỏe và tuổi thọ. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!